Thầy bổ ra quả cảm nghĩ sau trận Manu nha. Và đó là một trận đấu phải nói rằng có tính chất chuyên môn rất cao, khi mà chúng ta có thể thấy rằng tỷ số chỉ là một bàn thôi. Người ghi bàn thì là một cầu thủ của Manchester United. Phải nói rằng đây là một cái trận đấu nếu như tính về số lượng, về thống kê thì MU là vượt trội hoàn toàn. Với cái mối quan hệ lâu năm trên thị trường chuyển nhượng của hai câu bộ này thì đây là một pha cứu cánh rất rõ ràng của Kỳ Đỏ dành cho Frank Lampard và Everton. Ta đều biết được là rất nhiều những cái mối quan hệ ràng buộc, anh em đều biết là Van der Beek được gửi từ MU sang bên đấy, đúng không? Đúng để rồi, đúng rồi. Gọi là cứu cả cái sự nghiệp, mà bây giờ lại để ông Everton xuống hạng thì lấy đâu ra nơi mà gửi cầu thủ. Cái xưa gửi một đống cầu thủ sang bên đấy, nói thật. Nên là tôi nghĩ rằng là việc cứu Everton là việc phải làm thôi. Thế là tình hình bảng tin. Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tuyệt Văn Hóa. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về trận thua. Không, chúng ta sẽ nói về một cái trận đấu đầy tính nhân văn của Manchester. Đấy. Hai hai nhá, để em gánh thầy cái. Bây giờ hai mình thì nó là. Đấy rồi, đấy rồi. Luôn sẵn sàng luôn. Hai à. Thế nào? Cho tôi trải nghiệm quả gì nhỉ? Rondo đúng không? Rondo. Thầy có muốn đá mắc gai không? Gai chứ. Cho mắc gai vào. Sợ cái gì? Ai à? Mạng Liverpool à? Đây chính là trận đấu của khối thịnh vượng MU với cả Liverpool ngày mai. Tôi bạn thắng là mai Man City thắng, mà tôi bạn thua là mai Man City thua. Nói trước. Biết thế nào là lễ hội nhá. Ui giời ơi. Ui giời ơi. Bạn ơi, bạn mắc gai. Bạn này để thế. Mắc gai đần mình. Rồi được rồi, đau quá à. Hay quá. Hay quá. Nào nào. Ý giời ơi, bốc bạn, bốc bạn đáng giảm lương. Bốc bạn. Bây giờ ai vậy? Thôi đi nằm đây. Tuổi gì? Ôi phá lại. Ý giời ơi. Ý chết. Đúng bằng hài này. Quá. Ui, Girona khỏe đấy. Phết đấy. Phết đấy. Rondo. Ê rút. Đó là tù làm. Đỡ một cái. Đỡ một cái. Ra đèn mục cho anh em. Đó. Ui giời. Chiến mẹ dậy. Nghe tê nha. Mượt ngay. Mượt khát. Ôi trời ơi. Bạn cười đông thế. Ôi trời ơi. Trời ơi. Ôi trời ơi. Giằng tạt nó phải như thế. Có là như thế. Thôi. Tạt tận người rồ nhỉ. Tiếp luôn. Ui trời ơi. Máy à. Ôi dồi ôi, à, qua được phát đấy là đẹp này. Anh em đánh trận thoải mái rồi, bóng ba đang về rồi. Cảnh rất hiếm thấy của thủ người Pháp. Ai? Sửa ra ha ơi. Hay quá. Chưa, mất bằng thế ông thủ người già. Đấm, ôi dồi ôi. Đó nên là một cơ hội. Hai mõm đá chấp 10 Zinchenko. Ôi dồi ôi, lại một cái đi. Zinchenko cộng 10. Lê Văn Đậu mõm này có online không nhỉ? Vâng, có nhá, nay phải đi đội mà. Hôm nào chẳng phải đi chợ. Ôi dồi kìa. Nó truyền cắt tiền thế đi. Thì thế thì. Ai có ơi. Rồi. Úi giời ơi. Cái quả truyền kìa. Quá là tuyệt vời luôn. Hay quá, thầy truyền 10 điểm. Và rồi bên YouTube anh em tôi đá đùa thôi. Tôi đá đùa để khéo. Đi chuyển đấy. Đây rồi. Ôi trời ơi. Còn cái chăn cho bạn ơi. Ui giời. Ôi trời ơi. Đôi bạn run rồi. Đôi bạn tầm này. Đông đến rồi, mùa đông đến rồi. Đông đã đến, mùa đông đã đến. Trận sau là tình hình là em đang kiến nghị anh em mình cho Mark Guy lên đá tiền đạo. Đấy luôn. Trời lên. Ok không? Trận sau tôi với anh Tuyền cho Mark Guy đá tiền đạo cắm. Chơi nó phải chiến. Một quả nữa, một quả nữa, một quả nữa. Nó làm cái kèo Mark Guy ghi cú đúp rồi chưa? Bí quá, bí quá. Rồi bạn cũng chạy theo rồi.
Trời ơi, quá tuyệt vời. Luôn gắp bóng, gắp bóng, gắp, gắp, gắp. Chuyền cho bờ lăng của tôi đánh quả đầu nó là hết luôn. Trời ơi. Rồi. Vẫn còn, vẫn còn. Ôi giời ơi. Hơi lỗi nhịp thứ hai. Ôi giời ơi. Ôi hay quá, quả đấy nó di chuyển hay quá. Ôi giời ơi, đập người bờ lăng à. Người bờ lăng chứ không phải ma gái. Quả này lỗi thủ. Bờ lăng cốt play mắc gai ở thế này. Con nhi chăng, con nhi chăng. Vẫn còn cơ hội anh em ơi. Ôi thoải mái luôn đi chứ đi. Mái luôn đi chứ đi. Kỳ quá. Trời ơi. Trời. Cái bạn ơi. Lụm 3 quả nhá. Trời ơi, hai đường. Mắc bờ lăng à. Công nó phải như vậy, bùng lổ liền. Úi dồi, em ơi cảm ơn em nhá. Ui, donate 10 đô nhiều thế. Ôi, cảm ơn, nói rõ tên nhá, nói rõ tên, ở đây có 2 người, có 2 người đấy. Gì đấy, thầy như nào nhỉ? Phải ghi rõ, có 2 người, anh em. Lại tên. Anh em phải ghi rõ tên của tôi cả. Anh cảm ơn Vinaso nhá, cảm ơn em nhiều. Chết dở. Cảm ơn Vinaso nhá, cảm ơn Vinaso rất nhiều đấy. Anh cực kỳ cảm ơn Vinaso. Ghé thầy, tập trung đi, cứ ngồi cảm ơn này. Đấy. Ta nếu mà donate cho mình cảm ơn việc nên làm mà. Úi giời, mắc gai phong độ trung bình quá tuyệt vời luôn. Đấy rồi. Mắc gai tiền đạo cắm. Anh em mình phải đặt riêng một mùa để cho mắc gai qua cả mùa TH. TH là tiền là mùa gì thầy? Số 2. Đây riêng mắc gai là đó, sẽ là chỉ số mắc gai và đá tiền đạo cắm này. Dứt điểm là 85, à sút xa 93, đánh đầu 103. Đấy, tốc độ. Vô lê 94. Mấy sao đây? 4 sao ạ, được, 4 sao em gắp bóng được. Mùa TH. Đấy, mùa tấu hài ok luôn. Chơi thầy ơi, sẵn sàng thế. Úi giời, anh ơi, tình hình là anh em không tin là mắc gai ghi được 2 bàn. Kìa. Sẵn kèo. Ôi, không kèo. Được, không được. Tình hình là gọi Lê Văn Đậu Má ở đây chứng kiến cái nhỉ? Luôn. Đây rồi, mắc gai tiền đạo cắm. Xin phép anh em này trải nghiệm quả mắc gai đạo cắm thế. Anh em thấy tất cả những kỹ năng dứt điểm của mắc gai nó hiện hoạt. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Em phải phòng thủ đấy. Mắc gai đi bóng, mắc gai qua người. Bạn vội thế. Mắc gai. Ơi, về thấy rồi, về. Mà Ronaldo tranh bóng mắc gai ấy nhở. Rồi. À! Trời! Đẻ, đẻ, đẻ. Đừng chuyên, đừng chuyên thế. Đấy, đấy. Rồi, đẻ, đẻ. Mắc gai. Đây rồi. Úi giời ơi. Mắc gai à. Ôi dồi ôi, đội bạn đứng chắn người ấy nhở. Thầy đứng gần vào đi, thầy đứng gần vào đi. Ha đi. Ôi, không phải là do mắc gai hay là do em nhỉ? Thầy xem có con chim nó chết không ấy? Hai con, ôi trời ơi. Thế là chết hơi nhiều. Thế rồi. Hai, mắc gai. Úi trời ơi. Úi trời ơi. À đi mắc gai. Không. Từ đi. Mắc gai phải từ biết. Đây bạn ơi. Đây lại. Úi bóng đi. Đi bóng, ma gai đi bóng. Úi giời ơi. Ôi ma gai. Ma gai. Đường vẫn còn thế. Có lợi thế thật. Cho ma gai đi vào trong ấy. Có thể phối hợp. Ông Đồn Đồ cứ chạy trong. Mẹ ông Đồn Đồ cũng chạy. Ma gai. Úi giời ơi. Yeah. Dạ. Mắc gai. Úi giời. Mắc gai chạy đi. Đây này, đang di chuyển đấy. Úi giời. Mắc gai này vẫn quen đánh với. Đội bạn thế nào nhỉ? Đá đi. Úi giời ơi, ăn quả này không ngon. Trời ơi. Mà vẫn phải ăn mừng nó trước. Ăn không ngon nhưng mà vẫn tính một quả nhá. Vẫn tính một quả.
nó phải thế. Nó phải là thế. Chấp à. Rồi. Ra Hà trước. Đấy rồi, không biết vị. Mà gai. Đây rồi. Tinh. Đó là Mà gai. Đứng xuống. Như nào? Làm diễn viên ở kìa. Ekip ở đâu? Làm gì có tiền mà thuê ekip? Anh em làm sao nhỉ? Cúi ở trên mạng. Tỷ số hiện tại là 2-0. Ông cười. Thấy rồi. Đây. Học máy đi. Ông mình đấy. Mẹ mắc gai nó cứ chạy ra ngoài ấy nhỉ? Ấy. Rồi. Ui dồi ôi, chậm quá. Ai? Sút ta ơi, sút. Chậm quá không? Lại cùng ai này? Ý này. Hát trích nào. Đây rồi. Để mà nói, không còn gì để mà nói các em. Ui giời ơi. Mẹ. Mẹ mắc gai đứng xa vậy? Đấy được mắc gai luôn. Mắc gai số 44 anh ơi. Đứng ngoài chứ. Ngoài. Hay quá. Mày chết vì tao rồi mắc gai. Tôi đợi bạn. Mắc gai. Ui giời ơi. Nhưng mà Ma Gai là gây áp lực nhá. Để áp lực. Một bàn. Rồi Ma Gai chứ bảo. Ta chỉ bắt con lợi hại lắm. Rồi là Ma Gai hú hồn liền. Hồn luôn. Rồi. Cường của ô kìa. Ma Gai đang xông lên. Ê, Ma Gai lên đi anh Chuyến. Đê quả thế không vào ạ. Bóng kêu quả kéo thế. Hay thế nhờ. Ronaldo có thể di chuyển nhá. Trong Harry Maguire đang di chuyển rồi. Cái đây rồi. Rồi. Ui giời ơi. Bên cái. Mày gài không? Ôi giời ơi. Đó là những gì đấy các bạn ạ. Đó. Ok thầy ơi. Thôi anh em mình làm quả mắc gai cháy bỏng rồi đấy. Yeah. Ok thầy nhá, cảm ơn thầy nhá.